Kim Soo Hyun gây xôn xao với cách xê 10 tỷ đồng, netizen đòi quyền lợi cho sao nữ. Theo Korea Bowl, Kim Soo Hyun khiến nhiều khán giả kinh ngạc sau khi có thông tin anh được trả 500 triệu won hơn 10 tỷ đồng cho mỗi tập phim truyền hình, cao gấp 5 lần các sao nữ. Con số này khiến dân mạng bắt đầu bàn tán về sự chênh lệch thù lao giữa diễn viên nam và nữ. Bắt đầu nổi đình đám từ bộ phim Giả tưởng vì sao đưa anh tới lịch sóng năm 2014. Sau khi xuất ngũ trở về, Kim Soo Hyun vươn lên thành sao lớn có mức thu nhập khủng nhất K-pop. Không thể phủ nhận sức hút của tài tử, vẻ ngoài quyến rũ cộng thêm tài năng diễn xuất của Kim Soo Hyun đã làm say đắm trái tim người xem với vai diễn Moon Kang-tae trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Điên thì có sao cùng với nữ diễn viên xinh đẹp Seo Ji-ji. Thêm nữa, Kim Soo Hyun gần đây trở thành cái tên khiến công chúng yêu phim ảnh dậy sóng khi nhiều nguồn tin tiết lộ mức lương mà nam thần xứ Kim Chi được trả trong bộ phim mới That's Night. Theo những bản tin được đăng tải, tài tử sinh năm 1988 nhận được khoảng 500 triệu won, tương đương 10 tỷ đồng cho mỗi tập phim. Đáng nói, đây chỉ là khoản thù lao tối thiểu, bởi ngoài nguồn thu này, sao nam 33 tuổi còn được chi tiền doanh thu quảng cáo, bán bản quyền và hơn thế nữa. Mức lương cao ngất ngưỡng của nam diễn viên vì sao đưa anh tới trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến. Thông tin này cũng làm dấy lên các cuộc tranh cãi về sự chênh lệch mức thù lao giữa các diễn viên nam và nữ trong làng giải trí xứ Kim Chi. Theo đó, rất khó để tìm được nữ diễn viên hạng A nhận được mức lương hơn 100 triệu won, khoảng hơn 2 tỷ đồng trong một tập phim truyền hình dài tập. Kể cả như Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, con số này thấp hơn đáng kể so với mức thù lao trung bình 200 triệu won, hơn 4 tỷ đồng mà hầu hết các diễn viên nam chính nhận được cho mỗi tập phim truyền hình. Mặc dù số tiền 100 triệu won là một con số lớn, nhưng so với cách xê mà Kim Soo Hyun và các diễn viên nam khác nhận được, nó chỉ bằng một phần nhỏ. Nhiều người trong ngành đã lý giải được nguyên nhân đằng sau sự chênh lệch lớn này. Một lý do phổ biến đó là những bộ phim truyền hình nổi tiếng ngày nay đều tập trung vào nam chính nhiều hơn so với nữ chính. Số khác lý giải, cách xê dựa trên mức độ nổi tiếng của nam chính so với nữ chính ở nước ngoài, điều này gây ra khoảng cách lớn. Dữ liệu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, Hàn Quốc là đất nước có khoảng cách về mức lương giữa nam và nữ cao nhất với mức chênh lệch 34,1%. Theo OECD, Hàn Quốc đã giữ vị trí đầu tiên về sự chênh lệch này trong suốt 17 năm qua, kể từ khi tổ chức này bắt đầu thu thập dữ liệu cho danh mục này vào năm 2002. Làng giải trí xứ Hàn cũng không nằm ngoài điều này. Dẫu vậy, nhiều người vẫn công nhận Kim Soo Hyun là diễn viên trẻ đắt giá, đồ nổi tiếng tương xứng với tài năng, nhan sắc. Mức cachê mà sau phim It's Okay to Not Be Okay nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì anh cống hiến trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn khiến khán giả mong mỏi, hy vọng các diễn viên nữ, các lao động nữ cũng sẽ sớm nhận được sự tôn trọng, công nhận và sở hữu mức thù lao xứng đáng như nhiều đồng nghiệp nam của họ. Không chỉ ở Hàn Quốc, hay cụ thể hơn là làng phim ảnh xứ Kim Chi, chuyện chênh lệch thù lao cũng trở thành vấn đề phổ biến tại nhiều nền công nghiệp điện ảnh, giải trí khác, kể cả Hollywood. Dù đang nỗ lực hướng đến việc trả lương công bằng, không phân biệt giới tính, song các minh tinh vẫn không thể kiếm được nhiều tiền như các tài tử. Theo thống kê thu nhập của Forbes vào tháng 10 năm 2020, 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm qua đem về tổng cộng 254 triệu USD. Trong khi đó, tổng thu nhập của 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất năm lên tới 545 triệu USD, gấp đôi số tiền mà dàn sao nữ kiếm được. Kim Soo Hyun sinh năm 1988 và là diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun bắt đầu có chuyển biến khi anh đóng chính trong tác phẩm của Trang Đình Đám, Mặt Trăng Ô Mặt Trời vào năm 2012. Vai diễn Do Mi Jun trong tác phẩm gây sốt năm 2014 Vì Sao Đưa Anh Tới đã đưa Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao nổi danh khắp toàn cầu. Kim Soo Hyun trong Beside Your But It's Okay đã lấy lại danh tiếng sau hai bom xịt là Producers và Reels.